Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi livestream của Nha khoa Quốc tế Nevada. Chị ơi, bây giờ thì vừa nãy em cũng có xin phép chị rồi. Lúc mà trong cái quá trình mà chị chuẩn bị được bác sĩ tái khám của bên em ấy, thì chị cũng đồng ý. Thì bây giờ là em xin phép được quay livestream một chút nhé. Nhanh thôi mà chị nhé. Bây giờ là vừa diễn xong rồi đúng không chị? Chứ không phải là bận đi sâu sau đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng ạ, thưa tất cả mọi người, đây là chị Hoàng Yến, hiện tại chị đang là một ca sĩ tự do. Ngày hôm nay thì chị đã tranh thủ một chút thời gian của mình để quay trở lại Nha khoa Quốc tế Nevada để thăm khám xem rằng là cái hàm răng đã bọc răng sứ thẩm mỹ của bên em sau 6 tháng nó như thế nào. Thế chị vừa được bác sĩ kiểm tra xong thì bác sĩ nói sao hả chị? Bác sĩ cũng cho biết là răng của mình cũng rất là tốt. Vâng, không có vấn đề gì xảy ra cả về vệ sinh hay kỹ thuật hay tất cả mọi thứ đều ổn, ok. Bác sĩ cũng nhiệt tình và đáng yêu lắm. Dạ vâng ạ. Thế nhưng mà cái quan trọng là bản thân chị thì thấy rằng là khi bọc răng sứ thẩm mỹ sau 6 tháng về như thế, trong suốt một quá trình như vậy thì chị thấy như thế nào? Nó có ảnh hưởng nhiều từ hồi đó đến giờ thì mình đều ăn uống bình thường, thậm chí là còn gặm thịt gà, gặm chân gà cũng thoải mái, mà lúc đầu mình không nghĩ là được như thế. Dạ, ban đầu khéo rằng là lúc bác sĩ mà hỏi là không cần phải kiêng nhiều đâu, nhưng mà kéo về là vẫn hoang mang, là nghĩ làm gì có chuyện như thế đúng không chị? Nhưng mà khi mà mình ăn thật được rồi mình cảm thấy như không có gì, có những lúc khéo là vô thức luôn, không biết luôn ấy chị nhỉ? Đúng rồi, bây giờ cảm giác y như răng thật, chẳng có cảm giác dại hay là lạ lẫm gì hết. Dạ vâng ạ. Vâng, thế chị ơi, không biết là cái trước khi mà chị đến với cả bên em ấy, thì không biết là cái tình trạng răng của chị nó như thế nào? Trước đây thì chia sẻ một chút. Hơi xấu hổ một tí là ngày xưa thì răng mình có hơi hô một chút và nó cũng bị kiểu là hàm dưới nó cũng hơi bị lô nhô ấy. Cái ra cái vào không được đều. Dạ. Nên là mình đã cũng tìm đủ mọi cách và như là nhiều người giới thiệu là có thể niềng răng ấy, nhưng mà cái thời gian niềng răng thì nó rất là tốn nhiều thời gian, nhưng mà công việc của mình thì lại là công việc nghệ thuật nên là không thể niềng răng mà cười hát được, rất là mất tự tin với nụ cười của mình. Em thấy là công việc của chị cực kỳ liên quan đến cái phần hình ảnh của mình và rất là quan trọng. Thế là chị cũng đã gọi là hướng đến cái đẹp để thay đổi bản thân rất là nhiều rồi đúng không chị? Cũng tìm nhiều phương pháp đúng không? Thế chị có sử dụng những cái phương pháp nó thủ công hay là cũng đã từng là tìm đến những cái nha khoa thẩm mỹ rồi? Cũng từng tìm đến rồi đấy. Thậm chí là cả hồi còn bé cơ. Là cũng có cũng cảm giác là rồi. Mình cũng đi không được đẹp ấy. Thì cũng đi niềng rồi, nhưng mà đôi lúc là ngày xưa thì nó kỹ thuật nó chưa tốt và niềng thì là niềng rời ấy. Nên là nhiều lúc mình cứ đến lớp thì xấu hổ không dám đeo, thế là bỏ ra. Nói chung là nó cũng không có tác dụng gì hết. Đến bây giờ thì đúng là em nhìn mọi người có thể thấy đây, hàm răng của chị Hoàng Yến thì em thấy là cái tình trạng hơi hô của chị trước đó là chị cũng đã niềng rồi đúng không? Niềng rời rồi thì nó cũng hoàn toàn được khắc phục này. Đặc biệt là cái tình trạng khớp khểnh và răng xỉn ố màu nó cũng đã hoàn toàn hết rồi. Em thấy rằng là răng khớp khểnh này hay là mọc lẫy rồi răng có những cái thì cái việc vệ sinh nó cũng sẽ khó khăn hơn những cái hàm răng mà nó đều tăm tắp ấy chị nhỉ. Nó cũng có tình trạng ố vàng nó cũng sẽ gây ra những cái bệnh lý về răng nữa, nhưng mà chị thì hoàn toàn cải thiện được hết rồi đây. Mọi người có thể nhìn thấy á, rất là xinh đúng không ạ? Chị Hoàng Yến rất xinh và rất nét. Bây giờ là ấn tượng thật sự đấy, em là em ấn tượng cực kỳ chị luôn. Thế không cái quá khen không, em chỉ biết nói sự thật. Chị ơi, thế em như này là nhận được nhiều sâu hơn chứ nhỉ, công việc tốt hơn không? Thì ấn tượng như này cơ mà như thế. Dạ. Rồi đương nhiên là phải công việc tốt hơn. Bởi vì là mình tự tin hơn thì làm mọi thứ nó cũng suôn sẻ và tốt đẹp hơn. Thế trong cái lúc làm là có khó khăn gì không chị? Trong lúc làm thì chỉ có mỗi khó khăn là sợ thôi. Sợ cái tâm lý thôi đúng không chị? Chứ còn thế. Thực tế thì bác sĩ làm sau đấy thì bác sĩ cũng động viên rồi là nói chuyện. Nhiều lúc mình cũng quên đi, mình chẳng biết là mình đang nghĩa là không có cảm giác gì là sợ sệt hay là đau đớn gì cả. Cũng tê rồi cũng không có cảm giác gì hết. Bình thường lắm. Dạ. Nhòm cái xong. Vâng ạ, chị cũng an tâm. Đặc biệt là ở Nha khoa Quốc tế Nevada bọn em thì bác sĩ bên em thì chuyên môn rất là cao. Và ngoài ra kỹ thuật máy móc thì hoàn toàn là được nhập khẩu hết. Đặc biệt là xứ cũng được nhập khẩu của Mỹ chị ạ. Đấy, bản thân là em thấy đây này, cái men răng, cái màu răng của bên em nhìn đã biết là của Nevada rồi, nó rất là đặc biệt. Nó rất là tự nhiên vì nó trắng trong. Đấy, nó phù hợp với mình chứ nó không phải là trắng bạch da ấy chị. Nhìn màu sắc không biết là mình là làm răng đâu mà mọi người cũng
Dạ vâng ạ. Chị Yến ơi, em thấy là bây giờ có rất là nhiều các bạn trẻ, các bạn ý đang rất là nỗ lực này, cố gắng để có thể thay đổi bản thân, để hướng đến cái đẹp. Thế nhưng mà các bạn ấy vẫn sẽ có những cái rào cản như là sợ sệt một vài thứ, như là nó sẽ ảnh hưởng trong công việc của các bạn ấy, mất nhiều thời gian này, hay là ảnh hưởng công việc. Thì công việc của người trẻ thông thường rất là bận rộn. Như chị đấy, đến đây hôm nay cũng phải trước đấy cũng phải chạy show rồi đúng không chị? Đấy thì chị có thể chia sẻ một vài điều gì với tất cả của khách hàng đang theo dõi live stream của bên em về quá trình bọc răng sứ thẩm mỹ không ạ? Mất thời gian thì cái này cũng có thể coi là cũng chẳng mất thời gian gì. Mình cũng chỉ là một buổi chiều thôi, mình hẹn trước và sắp xếp công việc đến và làm, sau đó thì một vài ngày sau quay lại để lấy răng là có răng đẹp rồi. Thì cũng chẳng mất thời gian nhiều. Một buổi chiều thì cũng chỉ tầm 2 đến 3 tiếng. Dạ. Nói chung là sắp xếp được. Vâng. Qua bên em thì cũng để mà có được một hàm răng sứ thẩm mỹ đẹp như thế này, một nụ cười ấn tượng như thế này, nó cũng chỉ mất 2 buổi thôi, đúng không chị? Và nếu mà bớt chút thời gian để mà mình tốt hơn nữa về cho răng là cứ 6 tháng mình đi thăm khám lại một lần. Khám thì lại càng nhanh. Đúng rồi chị ạ. Vâng. Thế là em bây giờ là rất hài lòng với cả hàm răng này rồi đúng không chị Yến? Nói chung bây giờ mình hài lòng và mình tự tin hơn. Mỗi khi ngày xưa khi cười ấy, nhiều lúc là quên thì cứ cười tự do, cười thoải mái ra là nhiều lúc là bị chộp, bị chụp ấy. Một lúc sau mới nhận ra là không bị chụp lại ấy. Những cái ảnh đấy lên là mình cảm thấy chỉ muốn giấu đi thôi. Dạ. Thấy mặt toàn răng là răng. Bây giờ hàm răng đấy là cho nó ngủ yên luôn rồi, quá khứ luôn. Nói chung là thường là mọi người bắt góc lúc nào cũng, tại vì công việc của mình nhiều lúc là cũng đi làm mẫu hay là ảnh hết các thứ, cũng hay được người ta chụp ảnh ấy, thì mình cũng tự tin hơn và lúc nào lên hình cũng sáng sủa. Vâng, dạ em một lần nữa thì em cũng chúc mừng chị nhá, đã có một hàm răng mà như chị mong muốn, và đặc biệt là cũng chúc chị luôn cứ xinh đẹp tươi tắn như thế này, hạnh phúc trong cuộc sống chị nhá. Dạ vâng, thì chắc là sau 6 tháng nữa lại chị lại qua bên em, cứ có vấn đề gì về răng miệng thì hãy vâng cho nó đảm bảo. Dạ vâng, hãy đến với cả nha khoa quốc tế Nevada bọn em nhá. Em cảm ơn chị Yến rất là nhiều ạ. Vâng ạ, thưa tất cả quý khách hàng ạ, chị Yến thì rất là xinh đẹp và rạng rỡ rồi đúng không ạ? Hiện tại thì nha khoa quốc tế Nevada đang có rất là nhiều những chương trình ưu đãi hấp dẫn đấy. Nếu như mọi người đang có nhu cầu thì hãy đến ngay bên em nhé. Còn bây giờ em xin phép được kết thúc livestream tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.